Mới trồng lên cũng không thành gì ạ. Xin chào các bạn, rất vui gặp lại các bạn trên kênh Núi Đồng Lục Ngạn trong cái video mới nhất trong ngày hôm nay, đầu tháng 11 các bạn nhé, mùng 1 tháng 11 2021. Chúc bạn sức khỏe, tràn đầy niềm vui và bà con nông dân chúng ta được vụ mùa táo bội thu các bạn. Táo thì chuẩn bị chín rồi và rất nhiều các bạn các anh chị cũng bảo táo chiên thì chín chưa, thì bây giờ hôm nay mình gửi các bạn các anh chị gọi là một chút cái không khí mua táo chiên nhé, táo chiên và giá đầu mùa cũng như là cắt những cái quả mà bị ruồi vàng nó đục ấy. Rụi vàng nó châm ấy, xem là có được phu hay không nhé. Thứ hai nữa là mời các bạn cùng thăm cái vườn táo gọi là có nhiều quả chiêm ấy. Có anh chị cũng bảo thấy quay lại vườn táo đây. Thì đây cái vườn táo toàn bộ tất cả những cái khu trũng trũng ở chỗ nhà mình, nó hàng mấy chục cây số đều là táo hết các bạn ạ. Thì hôm nay mình mời các bạn lại trở lại thăm cái vườn táo ở phía dưới này. Đây rất nhiều quả chiêm. Thực sự là lượng quả thì đến thời điểm này có lẽ là cũng vãn rồi. Thế nhưng mà bây giờ mời các bạn sẽ trước hết là thăm cái không khí này, sau đó sẽ lên vườn nhé. Không để các bạn chờ lâu nữa, chúng ta sẽ cùng vào cái không khí mua bán táo và test thử quả táo đầu mùa luôn các bạn ạ. Các bạn khi xem video các bạn thấy thú vị, bổ ích, ý nghĩa thì cũng không quên cho Núi Đồi Lục Ngạn những cái lượt like, những lượt chia sẻ và đăng ký kênh để cập nhật những cái video mới nhất cũng như là động viên kênh Núi Đồi Lục Ngạn. Xin cảm ơn các bạn. Và bây giờ mời các bạn, chúng ta sẽ cùng thử táo và test táo nhé, test táo đầu mùa luôn đấy. Vâng. Ồ, quả rất to nhé chị nhé, đầu vụ quả to nhỉ, quả này bự thật đấy. Đây là chín đẹp rồi nhỉ. Ơ nhìn ở ngoài vàng mà em quay quay lên cảm giác nó không được ánh lắm, ở đây tầm này vàng đẹp này. Đẹp thật. Vâng. Đó, đây đầu vụ thì vẫn có sinh vật lạ nhé. Đấy, sinh vật lạ nó ra thì vẫn bình thường. Tóm lại là vẫn có phi phao vì năm nay nó ấm chị ạ. Năm nay nó ấm nên là vẫn không thể hết được ấy. Và cái xử lý tóm lại là đầu vụ thì không để ý nhiều, vì có ít có nhiều nhỉ. Và rất là đẹp luôn. Đầu vụ thì bao giờ nó có cái độ khoằm khèo nhỉ. Đấy. Đấy, đấy đúng rồi, nó lẽ ra là phải bỏ hết rồi. Đấy. Đấy thì đây là bị ruồi vàng châm này nhưng mà vẫn xử lý được để ăn này. Có dao thử bổ quả này xem có không chị? Em thử. Vâng, có ung không? Chắc chắn là ung chứ đúng không? Không, quả này là vẫn được ăn bình thường. Đấy, đấy bình thường đấy. Đây, quả này bình thường này. Đó. Đấy. Ăn bình thường này. Được rồi. Ô ngọt rồi chị ạ. Ngọt lắm rồi. Tuyệt vời lắm. Đây. Vâng, trắng phao luôn này. Đúng. Đấy, nó xử lý rất là ok nhé. Được không chị? Ngon nhỉ? Hôm nay ai mà táo đầu mùa ngọt. Táo đầu mùa mà rất ngọt luôn. Nói chung là chỉ các nơi khác được thôi, làng mình vẫn mất mùa. Làng mình vẫn mất mùa. Đó. Đi em xuống dưới khu dưới dạ. Em xuống dưới khu dưới dã man luôn. Chạy mặt rồi thì mặt rồi thì báo của nó báo báo của nó báo như 2 năm với 3 năm đẹp. Mới trồng lên cũng không thành gì ạ. Ở nhà bà thanh toán cái táo đào vàng có chín chưa nhỉ chị? Em vào một hai lần không có mấy phải không?
Đây, đào vàng đây, còn kia là xuân nhá. Xuân thì rất là bự, quả đầu vụ rất là ok này. Đây, quả đào vàng nhé, mời bạn thử quả đào vàng xem. Quả này là nó chín quá này, quả này là vừa tầm này. Đó, đây đào vàng thì so với xuân thì nó nhỏ rất là nhiều nhé. Nhìn thì quả đầu vụ như này nhìn nó bao giờ cũng có cái độ nó vẹo vẹo đẹp đẹp. Vẹo đẹp đấy. Đó, đây lên thành phẩm đây rồi. Anh ấy chơi cả gà cả nhà anh. Cả gà đông táo các thứ ấy. Táo đầu vụ đây, những quả mà có vẹo siêu vẹo các thứ đấy mà bỏ ra chén được bình thường là thế. Ngon một quả này, nếu mà ăn đấy à, không phải ăn cơm gọi là lưng lửng đấy. Đầu vụ rất ngon luôn các bạn. Hôm nay mới là mùng 1 tháng 11 dương lịch 2023. Vừa sớm vừa ngon. Ngon quá cả. Mời các bạn. Mua trên mạng đấy. À đây à, mua trên mạng. Đó. Tuyệt vời. Thôi để lát nữa, bụng để ăn cơm thôi, còn giờ không ăn táo nữa. Ngon quá. Giờ chúng ta sẽ lên vườn. À. Đó, đây. Cây táo mới trồng từ xưa. Còn đây là cây táo lâu năm này. Và ta sẽ lên vườn cây táo nhiều quả nhé. Bà con toàn xây những cái quả biệt thự to đấy các bạn. Ông ạ, à, táo chiêm bán chưa ông? Dung xuống rồi á? Hết rồi. À thế ạ, à, được, cho lên vườn ông Thiệu, à, ông Dài cái. Vâng. Đó, đường làng mình đi chuẩn bị đổ to rộng hơn đấy các bạn. Đấy, đổ can rộng ra này. Đó, đây cái vườn này là vườn nhiều quả chiêm nhưng cũng nhiều quả mùa. Phải lên tìm về chỗ bắc đi xuống chứ không là không đi được ấy. À, chúng ta sẽ cùng xuống đây nhé. Thăm những bạn test thử. Ôi, đây đường này không có bậc xuống rồi. À, đây không hơi cao một chút nào, đi xuống luôn. À, wow, đẹp quá các bạn ạ. Nếu cái vườn này mà thu quả chiêm vừa rồi mà, tức là năm nay nó nóng quá thì dồi vàng nó vật cũng nhiều đây, những quả chiêm này các bạn này. Đây quả chiêm này. Đó. Đã gần chín em xin ông chú luôn quả, ngặt như là chín rồi các bạn này. Nhưng mỗi tội là bụi quá. Đây dồi vàng cũng châm nhì nhằng cả. Bây giờ mình thử đập quả này ra mình test luôn nhá. Đây. Rồi vàng nó châm này, năm nay nó châm cực mạnh luôn này. Đấy, lớp này là lớp mà thời tiết nó nóng nóng ấy, đập luôn để test thử luôn. À đây các bạn này. Đấy, chiến bình thường nhé. Đó. Đây. Chưa? À vẫn bị các bạn ạ. Phía này vẫn bị này. Nói chung là tỷ lệ năm nay thì nó không tránh khỏi nhưng nó vẫn bị. Cái chỗ này thì không bị này các bạn này. Nó thiếu ánh sáng. Đây các bạn này, chỗ này không bị này. Đây cái chỗ này là trứng nó ung hết này các bạn này. Còn phía dưới này là không được này. Phía dưới này là nó đã mạnh hơn này. Nó bình thường này. Ok lắm các bạn.
ăn một nửa phía trên này. Rồi, giờ chúng ta sẽ vào sâu nhá. Đấy. À, các bạn, thì nhiều anh chị cũng bảo là vậy thì táo đầu mùa thì đã nhiều chưa? Thực ra là táo chiên thì cũng nhiều, nhưng mà cái tỷ lệ cái ruồi vàng mà lớp trước nhiều khi bà con không để ý được hết ấy. Không để ý kỹ ấy. Thì cái nó châm chọc, nó phá gọi là cũng dã man luôn đấy. Đến thời điểm này như cả thu mua thì vẫn nói chung là 10 quả thì vẫn phải bỏ đi 3 quả các bạn ạ. Bỏ đi 3 quả. Đấy, phải nói một cách thực tế là không cái gì nó 100% cả nhé các bạn nhé. Cái dùng kể cả những cái quả mình test để thử ở trên vườn ấy là nó không có sâu có dòi thì cái tỷ lệ nó vẫn đạt được khoảng tầm 90% đến đấy, hoặc là 80% là ok rồi. Còn bởi vì là nhiều lúc là chúng ta không phun kỹ hoặc là không xử lý kỹ được ấy, hoặc là nhiều khi mà còn bình thường mà các anh chị mà xử lý đều khi mà nó vào chính vụ này, xử lý nội hấp hoặc mang tím thì yên tâm các bạn nhé, còn như thế này thì là không được này các bạn này. Đó, tầm này là nó hỏng cái lớp này vì là cái lớp này là nó ra sớm quá, các bác ấy không để ý kỹ được hết nên là nó hỏng tương đối nhiều. Đây quả đây rất là to luôn nhé, rất là phí. Còn cũng xin chia sẻ luôn là cái giá mà các bạn canh chị đang bán ấy thì là nó rơi vào 20, gọi là 18-20 nghìn một cân nhé. Đầu vụ thì bao giờ giá nó cũng ở mức độ như vậy các bạn ạ, bao giờ cũng ở cái mức độ là 18-20 nghìn một cân. Bởi vì là chưa có thợ mua, chưa có thị trường nhiều, vì chưa có nhiều mà. Còn khi mà nó rộ lên ấy thì sẽ giá nó sẽ cao lên, năm nào cũng vậy. Đấy, thì nó sẽ tăng lên khoảng tầm 30-40 và đỉnh điểm như năm ngoái là đến 50 cũng nhỉ. Đấy, và đến Đài Loan là 70-75. Đấy. Đây cái vườn này ông chú mình chăm rất là ác, bởi vì lớp chiêm cũng đã sai rồi nhưng lớp mùa thì còn sai hơn các bạn nhá. Mùa đẹp lắm. Đó. Phía bên này những quả hái này, các bạn nhìn này. Đó, đây. Đây quả này lớp này châm nhá, mình thử vắt luôn này và mình mời các bạn test luôn nhá. Quả này thì chắc chắn là ok rồi. Đây. Lốt rồi vàng nó châm đây các bạn này. Lốt rồi vàng nó châm đây. Và mình thử luôn này. Đó, đây mình cắn luôn ra này. Đấy gần như là hết luôn nhá, và được ăn gọi là xử lý luôn đấy. Ăn luôn được bình thường. Đó các bạn thấy không? Đấy, xử lý cái dòng nội hấp nó ok lắm. Mình ăn luôn. Đây các bạn. Đó. Mà các bạn test thử luôn này. Đây. Giữa vườn luôn nhá. Đó. Khu này à. Bình thường mà anh chị em mình chỗ này đã thu hái mà đã mua cái đây khoảng 10 ngày các bạn ạ. Mua 10 ngày rồi, nửa tháng rồi. Đây những cái lượng quả chiêm này. Còn tức là lượng quả chiêm này thì gần như là không tính lắm được, bởi vì đấy những quả chiêm kia các bạn nhìn thấy không? Sai to, to. Còn quan trọng là tập trung vào cái lớp mùa này các bạn này, lớp mùa sau này đấy. Thế nên là tập trung là mới thu hoạch, cho còn cái chỗ này thì gọi là chơi chơi thôi. Đó, đây, chỗ này đây. Đó, sai. Mời các bạn. Quả này chưa chín kỹ nhá. Đây, tập trung bây giờ tập trung chăm vào cái lớp này, cái lớp phía bé này các bạn này. Còn lớp này thì gọi là tạm tạm này. Đó. Thì hôm qua hôm kia có một hai bạn ở trong miền Nam, nói chung là cũng lấy cây giống của mình vào trồng. Thì táo cũng đã quả to rồi, nhưng mà quả to như này này các bạn này, to như này này, nhưng các bạn phải chờ nó vàng lên nhá thì nó mới ngọt. Cái quả này thì nó thực ra nó to nhưng mà chưa, để chưa chín thì chưa chín rồi này, đầu nó vẫn xanh này các bạn này. Đó. Để cho vàng nó to lên nữa thì ăn nó sẽ ngọt, nó độ đường nó sẽ ok nhé các bạn. Bảo ăn vẫn bị chát, bị cứng, bảo thực ra to nhưng chưa phải là chín, cứ bình tĩnh. Đó. Nhiều bạn thì không để ý thì sẽ bị hái xanh đấy các bạn ạ. Hái xanh đấy. Đó, còn cây này thì các bạn thấy không? Mê ly chưa? Đấy, cây này thì có lẽ là mình cũng đã quay các bạn ở trong nhiều cái video rồi. Quả đây. Quả này nó rơi vào khoảng 2 lạng một quả này các bạn này. Quả chiêm nó rất là bự luôn này. Đó, đây 2 lạng một quả. Cũng rồi vàng cũng châm nhé, nhưng mà quả này vẫn được ăn bình thường này. Đấy, rất là cứng và rất là chặt. Vì xử lý hết rồi mà. Đó, đây, phía đây nó treo hết vào này. Chiêm mà như mùa luôn này. Mình quay mời các bạn ngắm một vòng cái cây này nhé. Wow. Đấy. Đây. Ui rồi, các bạn nhìn thấy. Đó,
nó vàng rồi. Những quả này như thế này là có thể hái được rồi này. Còn những quả này thì gần hái được nhé. Còn những quả này thì phải lấy buộc lên, các bạn nhìn này, 2, 4, 6, chỗ này là 1 cân quả này. Đó, to chưa? Đấy. Nhìn thấy phê không các bạn? Đây, mình mời các bạn ngắm một vòng luôn. Đây, một vòng nhé, và sang cây bên này luôn nữa này. Thế thì đến thời điểm này có một gọi là một vài anh em mua nhé, khoảng 3-4 chỗ, 3-4 chỗ, năm gọi là 3-4-5 anh em mới mua gọi là đầu vụ thôi. Còn khi mà giữa vụ thì nó hàng nghìn anh em mua cơ, hàng nghìn, hàng trăm anh em mua, hàng trăm người cân mua, thu mua cơ các bạn ạ. Cái lượng mua nó dồn dập, nó khủng khiếp lắm. Các bạn cũng có thể là mở lại cái video năm ngoái nhé, mùa năm ngoái hoặc những mùa trước ở trên cái kênh của mình để các bạn cùng thấy cái không khí mua nó khủng khiếp như thế này, tức là cái thị trường nó lớn như thế nào, bao nhiêu cũng hết, thu mùa cứ dầm dập đi các bạn. Đó, đây còn những quả, đây là quả mùa này các bạn này. Đấy, đẹp không? Đấy, đây này. Đấy, wow, đây, cảm giác nó phấn trắng lên, nó ra phấn này, nhưng mà nhìn đây không phải bệnh nha các bạn nhá. Đây không phải bệnh đâu, mà đây là cái độ phấn, độ lớn quả, nó mỡ, nó phấn ra đấy. Đó. Chiêm cũng sai mà mùa thì cũng sai, nó khủng khiếp thật. Không phải nói là chứ vườn này, cái vườn này của ông chú mình có mấy chục cây thôi nhé các bạn nhé, 5-6 chục cây thôi, như năm nào cũng được 200 triệu đấy. Mỗi gốc này được 4 triệu một cây đấy các bạn ạ, 2-3 năm nay rồi. Nên là không phải 2-3 năm mà là từ trước, từ lúc mà trồng táo đến giờ, từ lúc được thu. Đó, quả đây. Đó. Cái lượng tấn, đầu tấn, lượng quả trên cây nó rất là đạt. Và cái giá bình quân năm nào bán cũng được rất là ok. Bởi vì mấy năm nay vừa rồi thì mình bán đều đẹp mà. Đó, nên bây giờ cái việc mà chăm sóc tăng tốc này vào để cho nuôi cái lớp này này. Còn cái lớp này thì nói chung là không, gần như không tính các bạn nhé. Đấy là tính lớp này thôi, thu hoạch là thu hoạch lớp này thôi. Đó, và kia nữa cơ. Đó. Ý, xài lắm. Đây. Wow. Đấy thì anh Dũ ui đi vào thì vẫn bị gai, đã cào đầu. Nhiều các bạn, đặc biệt các anh chị miền Nam hỏi vào táo có gai không, bảo táo nào cũng có gai. Yên tâm là giờ làm táo là cũng bị gai nó cắm nha. Đó, đây. Đây cùng các bạn ngắm táo. Đấy, quả nó cứ sành mướp, sành mướp đi vào, nó xếp chồng chồng lớp lớp vào nhau. Còn quả chiêm thì đến thời điểm này, lúc trước ấy, cách đây khoảng tầm nửa tháng thì vào nó nhiều hơn nhé. Và cái này cũng gọi là hái rồi, và một số thì ruồi vàng nó cũng đã châm chọc cũng tương đối nhiều, thì cũng đã bỏ rồi. Thực sự là phải chia sẻ là cái lớp đầu mùa này, vì là thấy nó nắng nóng không, thì ruồi vàng nó tấn công rất là mạnh luôn. Nên là cái tỷ lệ mà không để ý, tỷ lệ mà kiểu là nó bị hỏng ấy thì có, và tương đối là nhiều. Còn đến thời điểm này đã bắt đầu vào chính vụ rồi thì các anh chị em cũng cố gắng tăng cường để phun phòng nhé. Phun phòng là phun diệt u trứng này, diệt trứng này. Đấy, những cái lốt châm này châm rồi đấy, thì chúng ta vẫn được thu đấy, nó sẽ làm gọi là hỏng trứng này, và quả nó vẫn lớn bình thường nhé, sâu không nở được đấy. Còn thì trong hôm nay thì mình vẫn gửi thuốc cho các anh chị ở Hoài Đức, Hà Nội, rồi các anh chị em khác cũng nhỉ, hàng mấy chục gói luôn đấy, cái gói diệt ung trứng để diệt trị ruồi vàng đấy các bạn. Nếu không diệt ruồi vàng là không được ăn đâu. Nên là cái thời điểm này là cái thời điểm mà nó chưa rét, và cái ruồi vàng vẫn đang phá rất là mạnh. Và thời điểm mà những quả như này các bạn này, là ruồi vàng nó cực kỳ ưa thích. Còn khi mà quả nó to lớn như này rồi thì thời điểm đó thì khoảng tầm 20 ngày đến 1 tháng nữa thì ruồi vàng nó sẽ giảm hơn rất là nhiều. Tức là thời kỳ đó thì gần như hạn chế, và gần như là đến lúc phun nhé, đến lúc mà thu hoạch thì gần như là dừng phun được khoảng tầm 20 ngày thì rất là an toàn luôn các bạn nhé. Đó thì nhiều bạn cũng, anh chị cũng bảo thế, có thuốc an toàn, bảo thuốc thì thuốc nào cũng thế thôi, nó phải có thời điểm cách ly, thời gian cách ly, và gọi là quãng thời gian để đảm bảo nó hết cái dư lượng. Thì các bạn cứ nhớ là trong quá trình thu hoạch thì đến thời điểm thu hoạch thì để đảm bảo nhé, để quả nó an toàn là ok rồi ạ. Đó. Còn buổi chiều thì có lẽ là mình định vào tối cơ, để quay buổi tối nhìn lên nó mới đẹp các bạn ạ. Buổi tối nhìn quả nó xanh lên, nhưng mà thời điểm này đang hoàng hôn nhé, mặt trời lặn rồi, thì có lẽ là nhìn cũng thấy rõ rõ rồi phải không các bạn. Đó, nhìn lên có ánh đèn, nó quả nhìn nó thích lắm, mà nhìn nó xanh hết cả cây lên. Đó, những quả to chín ở trên cây các bạn cả. Đó, đây quả to này. Đấy, quả to này.
Đây còn cái ghế này để bắc lên đây để chuẩn bị hái chèo rồi thì treo cành. Đó. Đấy, khu cây bên này quả cũng to này, cũng đẹp này. Đấy, cũng rất nhiều quả bự nhá. Đấy, còn khi mà mùa chín, tức là khi mà quả này mình gọi là quả chiêm các bạn nhá, quả chiêm thôi nhá. Đây tất cả đây là quả chiêm thôi nhá. Nhưng mà chiêm vì nó sai quá nên gọi như quả mùa, nhưng khi mà thời điểm mà vụ mùa nó chín thì cả vườn nó như này, các bạn nhìn thấy có yêu không, có mê không? Để vào gọi là mê luôn. Thì các chú các anh năm ngoái, năm nay hoặc là những cái năm trước mà trồng ấy, thì khi mà trồng rồi mà được thu rồi kiểu mê lắm, ngày nào cũng xuống vườn, đi đâu về cũng xuống vườn ngắm quả táo, ngắm lượn qua một vòng, kể cả không làm gì cũng phải ngắm. Đấy, tức là mê như thế. Còn khi mà quả nó như thế này rồi thì không mê mới là lạ các bạn. Đấy, vậy đặc biệt là khi mà được chín rồi hái ngày lại được mấy củ nữa thì làm gì mà ngày nào mà không xuống vườn, phải không các bạn? Đó, gần như ở tối về uống rượu say rồi nhưng mà vẫn phải quạng đèn đi xuống vườn chơi một tí. Đấy, thì đó mới cả mới thấy là gọi là cái công sức của mình bỏ ra này, và cái niềm đam mê làm vườn là thế. Đó. Đấy. Còn bây giờ thì trời cũng đã tối tối rồi các bạn nhé. Mình có lẽ là cũng xin kết thúc video tại đây. Và cảm ơn các bạn, các anh chị, cũng xin nhắn gửi các anh chị các bạn là tập trung chăm sóc xử lý ruồi vàng nhện đỏ nhé. Ruồi vàng nhện đỏ và các bệnh cho táo, chăm sóc mạnh quả táo nhé. Để cho quả táo hạn chế được cái sâu bệnh và cái những cái con côn trùng gây hại, để làm sao quả táo nó được ok nhất. Đấy, chất lượng ok nhất và sản lượng ok nhất nhé. Còn nếu không xử lý được là cũng không ổn đâu. Đấy, thì cũng xin cảm ơn và xin chào lại các bạn ở trong các video clip tiếp theo. Xin chào và cảm ơn các bạn. Còn thuốc thang này, cây táo giống thì mình vẫn gửi hàng ngày cho các anh chị em. Cây táo giống thì xin chia sẻ là đã được gửi rồi nhé. Nhà mình có rất nhiều các loại, đủ các loại táo giống gửi cho các anh chị. Còn mai thì mình sẽ gửi cho các anh chị ở em trong Trà Cú, Trà Vinh này, Bình Phước này và Tây Ninh này. Còn các một anh vài các chú ở trong Đồng Nai nữa, thì khi nào cây ổn nữa thì mình tiếp tục là gửi cho các anh chị nhé. Đó, thì sẽ gửi dần cho các anh chị để hoàn thiện đơn. Một lần nữa xin chào và cảm ơn các bạn. Thuốc thang và vật tư nông nghiệp để táo thì các anh chị có nhu cầu thì alo cho mình theo số điện thoại 0368052750. Xin chào và cảm ơn. Hẹn gặp lại các bạn ở trong các video clip tiếp theo. Đó. Còn đường chỗ này thì chắc đợt tới lu lèn nhé. Bây giờ đầm rồi này. Lu lèn xong đợt tới sẽ đổ hết, là sẽ thành cái con đường rất là to luôn. Rộng 7 mét đấy các bạn. Thoải mái đi. Còn trước khi kết thúc video thì mình bảo các bạn quê mình thì hoàng hôn nhé. Khi mà đổ xong ở phía đoạn trong là tất cả đường làng ngõ xóm mình là đều to như này các bạn này, đều to rộng như này. Cái này táo cũng rất là đẹp luôn, táo tròn ra đường luôn này. Trời ơi, ra đường hết, xài thế. Lùm quanh bốn bể là táo hết đấy. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video tiếp theo. Chúc bạn buổi tối bên gia đình ấm áp, vui vẻ, tràn đầy niềm vui và luôn đồng hành đón xem các video của kênh Núi Đồi Lục Ngạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.